Thời tiết êm và thuyền rồng sẽ về vị trí đầu tiên. Như vậy là còn vài chục mét nữa thôi. Các cổ động viên của đội thuyền rồng đâu? Phải nói là nhà đương kim vô địch vừa rồi, cuộc đua gần nhất. Hôm nay về nhất ngày đầu tiên Xuân Giáp Thìn xin chúc mừng đội thuyền rồng. Vâng, và xin chúc mừng đội thuyền rồng đã về đích đầu tiên trong ngày đua hôm nay. Như vậy là đội thuyền lân cũng đang thực hiện lượt trở cuối cùng của mình ở vị trí hồ tiêu số 2. Và với khoảng cách như thế này thì đội thuyền lân sẽ về vị trí thứ hai trong ngày đua hôm nay. Đội thuyền rồng chúng ta sẽ ở lại giữ thuyền của mình lại trước đình làng để chờ cho tất cả các đội thuyền về đích thì chúng ta mới được đưa thuyền của mình về về lại dinh của mình. Từ đại diện trước có đêm về được ra đây sao mất.